Chào mừng các bạn đến với cuộc hành trình rừng rú với video tiếp theo. Mình đang có mặt tại thị xã Giang Tiên của tỉnh Thái Nguyên. Mình đang ở trên độ cao khoảng tầm 50 mét so với mặt đất. Một khoảng cách khá là cao không? Mình đã mất 50 phút, ai nhầm, bao nhiêu nhỉ? 15 phút để trèo lên trên này. Cuộc hành trình hôm nay có rất là nhiều niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui thứ nhất là mình đã được lên trên này được ngắm rất nhiều cảnh. Thứ hai là đi đã phải vượt qua một đàn chó gồm có 5 con, nó đang ở đằng dưới chỗ bên dưới kia. Ở phía xa xa kia là chính là con đường mòn mà dẫn lên trên này đây. Gọi là một con đường khá là xa xôi và dài và hẻo lánh. Quá trình hôm nay có bạn đi gái đi cùng là bạn gì, tên gì nhỉ? Bạn tên là Phượng, bạn đang học đâu nhỉ? Quay mặt ra đây. Có mặt đây nào. Khoảng tầm mấy nữa xem lại thôi, nào có mặt đây. Bạn đang học gì nhỉ? Ai thể biết học sư phạm, học khoa gì nhỉ? Khoa thể chất, Khoa thể dục thể thao khoa thể ngu. dục thể thao. Và hôm nay ta sẽ chuyển ra đây. Cỏ mây Dũng ngu rồi, bị bắt rồi. Trước mắt chúng ta là bạn Trang, bạn như một con lợn đấy, bạn của hành trình ngày hôm nay. Tiếp theo là bạn Dũng nhá, bạn học cùng khoa mình. Đấy, quay tao đi, quay Đây tao là đi. bạn đàn Đây là mình bạn là đàn đàn chưa? hấp bạn đàn hấp Mình Ôi, đang nó là to có mặt đàn này nhá. tiếp Mấy về cô kia không phải chửi tôi đấy nhá. tiếp về tiếp đi Chị đang đang quay. đang dở hơi, bắt đầu bạn đàn nói đây. Xin mời quý vị cùng Xin nghe. mời. Mình đang có mặt ở tại một cái đền, Hôm nay bạn đàn hơi dở dở một tí, một cái mời đền quý rất khán là đẹp, giả và nhá. quang cảnh đền này quanh đây gọi là rất là nên dùng Hiểu chương lắm, trình. phải hiểu lắm. Các bạn ấy xem đây một trình bắt chó. Ai Bắt chó quay xuống này, quay là bắt chó. Nhìn này. Bạn nào? Không cắn, cắn là phải tiêm phòng đấy. Nói tiếp đi. Thật đấy. Đây đây là bạn chó, anh là bạn Đây là Trang. bạn đang chó. Đây bạn Trang chó, Đây là bạn bạn đang Trang. chó, bạn Bạn đang Trang là chó. bạn có phần từ Thôi Trang say ở đây cấm nói bậy nhá. Ở đây cấm nói bậy nhá. Xem nội quy. Nội quy nhá. Số điện thoại nội quy nhá. Quý khách đến dân hương làm lễ vãn cảnh. Xin mời gặp ban quản lý di tích đền thì Mình tôi chưa thích được cái ăn. này. Ăn mặc nghiêm túc đúng không? Mình quá nghiêm Mình túc. quá nghiêm túc. Mình quá nghiêm túc. Không sợ tay Mình vào đàn mặc cái đây thể nhá, loại này thì không không sợ được tay vào rồi. các đồ vật thờ, không được đổi tiền trên các bạn. Cũng nói thật là cũng đúng thôi. Mình tên là Đạt nhá. Mình đang học ở đại học sư phạm, khoa thể dục thể thao, cao hơn 8B. Buổi trình hôm nay rất là vui đúng không? Có gì là tí chúng ta sẽ tiếp tục cái part sau ở chỗ đoạn rừng rừng chỗ đoạn trên này, cảm giác rất đẹp. Và chúng hãy chiêm ngưỡng hai cái cô gái của tôi, hay là cô gái của khoa tôi. Quay ra đây. Đây là bạn là Phượng, là bạn học lớp A đúng không? Vâng. Nhìn bạn Vâng. rất là vàng. Quay Rất ra. là vâng. Quay ra, quay ra. Đây nhá, đây là bạn Trang các bạn học lớp A, là mỗi mình lẻ loi đây là học lớp B thôi. Thất vọng lắm. Lớp B. Lớp B đâu? Lớp Lớp B. B, ghét nhất lớp B. Thật lớp Mình B là ghét là hay lớp nhất. B. Ghét nhất là lớp B không hay tí nào. B mới chả bỏ. Lớp B đồng nghĩa với lớp bỏ. bỏ. Đây, tôi đang đứng ở Ở đây. Và vấn đề chính mình đây. Đéo phải tiến chỗ nào. Đây là chính là mình nhá, mình quay này cho nó úi sẽ đổ. Cho nó oai. Cho nó oai đúng không? Kể về một hành trình hôm nay đi rất là vui. Quanh đây là những đồi chè nhằm đồi keo, keo đây là keo nhân tạo nhá, không phải Nên là keo tự ai mà nhiên. keo nhân tạo, keo trồng đấy không ạ? Thế Nhà trồng thì bác là thì người trồng. trồng, chứ không phải là nó tự mọc đâu. Thế thì sao nhân tạo được? Thì chả nhân tạo người, người chả tự trồng à? Nó gọi tự nhiên nó khác nhân tạo khác chứ, đúng không? Thế nên là mình đang có mặt ở đây, vậy tí nữa mình sẽ lên một cái khu rừng gọi là rừng rú ở trên này ấy. Lên mình nhá, quay đi đâu. Đây đây đây, đây chính ở trên này nhá, trên này đây. Bao Đấy. Trang lùng. Và mình đã đi về, mình đang trên con đường đi về đây. Của hành trình hôm nay rất là vui. Và phía sau mình là các bạn đây. Có thể là các bạn ấy sẽ né mặt đi để che đi cái mặt xấu xí của mình ấy. Nhưng không sao, cái vì mặt đẹp như mình thì mình phải khoe ra.
À, thực ra đây là một cái câu nói về kiểu đang tự khen mình thôi, thực ra cũng chả ai khen thôi, chỉ có tự mình khen mình thôi. Và đây là các bạn top sau của mình đây. Top sau mới sợ. À, đây là bạn sau cuộc trình này của tôi, có 4 người, 2 nam 2 nữ, rất là đẹp đúng không? Đủ đôi đấy. Đi 4 về 3 nhỉ? Đi 4 về 6. Đi 4 về 3. Đi 4 về 3 nghĩa là bỏ ngựa một... lại. Hay bỏ ngựa hay bỏ đàn. Chắc nói chung là bỏ ai cũng được. Chung là bầu trời mới nắng đẹp, sáng nay có những đợt sương mù mà gọi như của Sapa huyền thoại season 2 ấy. Quá. Thật là rất vui. Tí nữa chúng ta sẽ phải qua một cái đoạn đường mà có rất nhiều chó. Quay cả chó luôn. Quay cả chó luôn. Quay chó. Chó. Ý kìa đấy, con chó trắng ấy kìa. Con chó đạt kìa. Con chó trắng. Ôi xong gậy đâu? Ngu thế, kiếm một gậy đằng kia kìa. Sợ quay. Eo ơi, nó bảo nó không sợ, lẽ nó ngồi kia chứ. Nó có một cây gối. Ủa cái đấy có một cù nách chó, đánh gì chó đâu. Nhưng mà cái này còn hơn cái củi khô kia. Ai bảo củi khô cái nó to gì, như kiểu là ngoại hình còn hơn cả nội tâm ấy.